Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 2 năm 2016 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu có những nội dung đáng chú ý sau. 22.000 du khách đến Long An trong dịp Tết Nguyên đáng 2016, huyện Tân Thạnh Cần Đức tổng kết công tác tổ chức Tết cổ truyền Bính Thân năm 2016, lãnh đạo huyện Thạnh Quá kiểm tra tình hình sản xuất sau Tết Nguyên đáng. Khu công nghiệp Phúc Long 100% doanh nghiệp hoạt động trở lại sau Tết. Phần tin trong nước và thế giới sẽ kết thúc chương trình thời sự này. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chính nhiều chương trình hoạt động phong phú nhằm thu hút du khách, cộng với thời tiết khá thuận lợi, lại thêm thời gian nghỉ kéo dài, nên lượng khách đến Long An trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay khá cao, với khoảng 22.000 lượt người. Đây được xem là tín hiệu vui cho hoạt động du lịch của tỉnh trong những ngày đầu năm mới. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Thân, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 năm 2016, khách du lịch đến Long An khoảng 22.000 lượt người, trong đó 250 lượt khách quốc tế và 21.750 lượt khách nội địa. Doanh thu ước đạt 7 tỷ đồng, trong đó khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập tiếp đón và phục vụ 279 lượt người đến tham quan. Để thu hút du khách đến Long An dịp Tết Nguyên Đán, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao như triển lãm ảnh nghệ thuật, hội qua xuân, chào qua Tết, triển lãm mỹ thuật. Bên cạnh các khu, điểm du lịch, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Tết, thì công tác an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch. Các dịch vụ được niêm yết không xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, ép khách, gây sốt giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nơi đón khách du lịch. Sáng nay, ông Trần Văn Trước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình trước trong và sau Tết Nguyên đán 2016, cùng tham dự có ông Nguyễn Thanh Truyền, Bí thư huyện ủy Tân Thạnh, về cơ bản các hoạt động đón Tết vui xuân trên địa bàn huyện được diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn lành mạnh, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra tội phạm hình sự, công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường, đã triệt xóa 4 tụ điểm lớn về đánh bài và đá gà ăn tiền trên địa bàn huyện. Về an toàn giao thông xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng 4 người trước và trong Tết trên địa bàn quyện xảy ra khai vụ cháy, trong đó có một vụ cháy nghiêm trọng tại cơ sở xe nhang ở khu phố 4 thị trấn Tân Thạnh, làm thiệt hại tài sản hơn 1 tỷ đồng. Các trạm y tế xã thị trấn, phòng khám khu vực và trung tâm y tế huyện đảm bảo trực cấp cứu nghiêm túc. Theo ghi nhận, toàn quyện tiếp nhận 215 ca cấp cứu, trong đó có 50% số ca có liên quan đến gia quẹt giao thông, không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm. Về công tác chính sách xã hội, trước Tết, huyện đã giải quyết dứt điểm các chế độ cho đối tượng chính sách và người nghèo, đảm bảo công khai minh bạch và đúng đối tượng và không để sót đối tượng nhằm đảm bảo cho mọi người nghèo đều được trợ cấp tiền hoặc quà Tết. Bí thư huyện ủy Tân Thạnh, ông Nguyễn Thanh Truyền yêu cầu các ngành cần tập trung vào công việc chuyên môn ngay sau kỳ hết Tết và tích cực thi đua nạp thành tích trong năm 2016, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới và tổ chức sản xuất nông nghiệp đạt thắng lợi. Sáng nay, Quỹ ban nhân dân huyện Cần Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức cho nhân dân vui Tết cổ truyền Bính Thân năm 2016, ông Phạm Chí Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và kế hoạch của Quý ban nhân dân huyện Cần Đức về việc tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền Bính Thân 2016, các ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo các xã thị trấn đã tập trung tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống hàng gian hàng giả, gian lận thương mại trong dịp Tết cổ truyền quyện đã thực hiện tốt việc chi trợ cấp Tết cho 5.000 đối tượng chính sách, người có công, với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo trên 400 triệu đồng. Các ngành, đoàn thể quyện và lãnh đạo các xã thị trấn đã vận đồng trao tặng hơn 11.000 phần quà trị giá trên 3,1 tỷ đồng. Giúp cho những hộ khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết, quyền cùng tổ chức thành công hội xuân với kinh phí xã hội quá trên 350 triệu đồng, thu hút trên 60.000 lực người đến vui xuân đón Tết. Các ngành chức năng quyền tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thương mại, bố trí lực lượng, ở các tuyến giao thông trọng điểm, khu vui chơi, giải trí, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, hạn chế tai nạn giao thông. Ngay sau những ngày đầu xuân mới, bà Hồ Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thành Quá, Trưởng ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện cùng các thành viên ban chỉ đạo, Trưởng ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp các xã thị trấn ra quân thăm đồng sau Tết Bính Thân 2016. Ngay sau những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nông dân ở Thành Quá đã tranh thủ ra đồng chăm sóc lúa đông xuân. Đến nay, trong tổng số gần hơn 21.100 hecta lúa đông xuân ở huyện, chủ yếu đang trong giai đoạn từ trổ đến chắc chính, có gần 500 hecta lúa đã thu hoạch, năng suất đạt. Theo thông tin của Trạm Bảo vệ Thực vật quyện Thành Quá, trong những ngày Tết Nguyên đáng Bính Thân năm 2016 vừa qua, các sinh vật gây hại trên cây lúa chủ yếu là trầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ và bệnh đau ôn. Tuy nhiên, mức độ gây hại và diện tích nhiễm không đáng kể bà Hồ Thị Ngọc Lan, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thành Quá, trưởng ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện, đã yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo huyện, các xã thị trấn, phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp cùng nông dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh trên cây lúa để có biện pháp xử lý. Đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra theo dõi chất lượng nước để thông tin cho nông dân chủ động trong sản xuất. Tiếp sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo lịch nghỉ Tết chung của cả nước hôm nay 15 tháng 2 năm 2016 là ngày đi làm đầu tiên sau Tết. Tại các cơ quan công sở trên địa bàn quyền Cần Đức, người dân đến liên hệ công việc khá đông, không khí ngày làm việc đầu năm trộn tràn hơn. Tại Quỹ ban nhân dân xã Phước Đông, cán bộ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chánh khá tất bật với công việc. So với mỗi năm, thì năm nay tuy là ngày làm việc đầu tiên của Quỹ ban nhân dân xã, nhưng lượng người dân đến liên hệ công việc tăng hơn so với mỗi năm đa phần là các thủ tục về đất đai tư pháp, chứng thực sau y và các thủ tục hồ sơ sinh diệt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, lãnh đạo địa phương và cán bộ công nhân viên chức cơ quan đã có mặt tại trụ sở làm việc đúng giờ, bắt tay ngay vào công việc, phân công bố trí cán bộ tiếp công dân, hướng dẫn giải quyết hồ sơ kịp thời, nhanh chóng cho các tổ chức công dân, không gây phiền hà cho người dân. Ngoài các bản niêm yết thủ tục hành chính được đặt ngay khu trực phòng chờ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ còn hướng dẫn giải thích rất cặn kẽ từng trường hợp với thái độ niềm nở vui vẻ, chị Trần Thị Mai Thu, cán bộ một cửa xã Phước Đông cho biết. Ở đầu năm mới này thì không khí cũng phấn khởi tại vì thường thì hồ sơ có sinh việc thì thường nhiều nên bộ phận một cửa và cũng như các hội bên hành chánh cũng cố gắng làm tốt, làm dứt điểm cho giải quyết nhanh gọn để cho dân không phiền hà rồi ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân không riêng quỹ ban nhân dân xã Phước Đông mà tại quỹ ban nhân dân 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện Cần Đức không khí làm việc ngày đầu năm mới khá tập trung tại thị trấn Cần Đức theo thống kê trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên của năm mới cũng đã có trên 50 hồ sơ cần giải quyết lượng hồ sơ được xem là cao hơn so với mọi năm nhưng quỹ ban nhân dân thị trấn đã tập trung giải quyết tốt không để tồn động ông Trần Chí Cường phó chủ tịch quỹ ban nhân dân thị trấn Cần Đức cho biết bước vào đầu năm được sự chỉ đạo của đồng chí chủ tịch thì nói chung là anh em cũng tập trung đặc biệt thứ nhất là cái vấn đề là vệ sinh môi trường xung quanh khu vực chợ Cần Đức, đặc biệt quốc lộ 50, các tuyến đường chính. Về đối với bộ phận một cửa thì nói chung là anh em cũng phân công trực tiếp dân 24 trên 24. Nói chung trong cái thời điểm từ hồi sáng đến giờ á, thì điểm này thì nói chung là dân đến chứng thực hồ sơ, đặc biệt là hồ sơ sinh việc là nói chung là rất nhiều. Thì tình hình đến thời điểm này thì giải quyết hầu như hết tất cả các hồ sơ công chứng cũng như là ký xác nhận về sinh việc cho dân mình ổn định không khí làm việc ngày đầu năm rất phấn khởi. Cán bộ công nhân chuyên chức người lao động tại các cơ quan, phòng, ban quyện cũng bắt tay ngay vào công việc của năm mới. Tại các xã có khu, cầm công nghiệp như Long Định, Long Cang, Long Trạch, tuy lượng hồ sơ nhiều phải giải quyết trong ngày, nhưng mọi người đều tích cực, nhiệt tình và khẩn trương. Đầu năm ra quân, làm việc với khí thế thi đua sôi so nổi, các cơ quan đơn trị trên địa bàn huyện Cần Đức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm và quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao trong năm mới 2016, góp phần phát triển bền vững huyện Cần Đức, huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, huyện anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, sáng nay 15 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng, 100% nhà đầu tư thuộc khu công nghiệp Phúc Long, huyện Bến Lức đã chính thức khai trương hoạt động, sản xuất trở lại bình thường với sự có mặt đông đủ của các phòng ban nhân sự, và công nhân lao động các nhà xưởng sản xuất. Sau kỳ nghỉ Tết sum hợp bên gia đình, công nhân đã trở lại làm việc đạt 100%. Tại công ty cổ phần thép TVB, bộ phận nhân sự kinh doanh, dây chuyền nhà xưởng, công nhân đã bắt tay vào thực hiện những đơn hàng đầu tiên cho kế hoạch sản xuất năm 2016 trên tinh thần khẩn trương sôi nổi với 100% lao động trở lại làm việc. Tính đến cuối năm 2015, khu công nghiệp Phúc Long thu hút được 20 nhà đầu tư từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Italia và các doanh nghiệp Việt Nam. Tỷ lệ thu hút đầu tư đạt gần 70% diện tích đất và 100% số lượng nhà xưởng xây sẵn. Dù mới đi vào hoạt động sản xuất nhưng năm qua có nhiều đơn vị đầu tư đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Trong không khí sôi động của ngày trao quân đầu năm tại khu công nghiệp Phúc Long, hy vọng rằng trong năm 2016, khu công nghiệp sẽ thực hiện thành công kế hoạch năm mới của mình phấn đấu cho thuê 100% diện tích đất còn lại trong năm 2016, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng như tổ chức hội thảo, huấn luyện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn thực hiện các thủ tục trước khi tiến hành sản xuất, vận động các doanh nghiệp cùng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương, tạo sự kết nối với cộng đồng xã hội, đồng thời dành thêm 6 hectare đất để xây dựng nhà xưởng hoàn chỉnh, riêng biệt, sẵn sàng phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam giúp họ rút ngắn thời gian xây dựng, có thể nhanh chóng đi vào sản xuất, nắm bắt cơ hội Việt Nam tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Để đảm bảo tất cả các đường phố luôn sạch đẹp trước trong và sau Tết Nguyên Đán 2016, công ty cổ phần đô thị Tân An đã tập trung lực lượng, phương tiện thu gom tất cả lượng rác phát sinh trong dịp Tết trên địa bàn thành phố Tân An với số lượng trên 1.000 tấn rác. Theo công ty cổ phần đô thị cho biết, lượng rác trong dịp Tết năm 2016 tăng hơn rất nhiều so với các năm nhất là vào ngày 29 Tết, lượng rác tăng đột biến với số lượng gần 400 tấn. Nhiều hơn so với năm trước, do số lượng qua tồn động mà nhà vườn bỏ lại tại hội chợ qua xuân và rác phát sinh từ phía người dân xuống phố đón giao thừa. Vì thế công chân thu gom rác phải rất chất giả làm việc đến sáng ngày mùng 1 Tết để trả lại bộ mặt thành phố mới sạch đẹp, thông thoáng, đón xuân về. Mặt khác, để đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp, thông thoáng trong những ngày xuân, công ty đã điều động xe chuyên dụng đi thu gom rác ngay trong các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 đồng thời tăng cường thêm toàn bộ lực lượng công nhân vệ sinh của công ty tiến hành thu gom rác tại khu vực chợ và các xã dùng chen và vào khu vực nội nhằm đảm bảo thu gom toàn bộ lượng rác tồn động trong những ngày Tết. Quý thính giả chưa theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh, tiếp sau đây sẽ là những thông tin trong nước và thế giới đáng quan tâm. Sáng ngày 15 tháng 2, tức mùng 8 Tết Bính Thân, Quỹ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thành kính dân hương tưởng nhớ Bác Hồ tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nhà 67. Trước anh ninh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nguyện suốt đời noi gương bác sớm triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng, giao cuộc sống, góp phần đưa đất nước đi lên phát triển bền vững hơn, giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước để đời sống của mỗi gia đình, mỗi người dân ngày càng hạnh phúc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sau khi dân hương tưởng niệm Bác Hồ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thăm hỏi và chúc Tết cán bộ công nhân viên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn cán bộ, công nhân viên khu di tích sẽ tiếp tục phát huy sáng kiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gìn giữ phát huy những kỹ thuật vô giá cho hôm nay và thế hệ mai sau để sự nghiệp của bác sống mãi trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới. Sáng nay 15 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn cấp cao chính phủ nước ta đã tới sân bay quốc tế Palm Ban Springs, bang California, Hoa Kỳ để tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ được tổ chức tại Sunnyland, bang California trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2. Theo giờ địa phương, đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và dạ đoàn tại sân bay quốc tế Palm Springs có đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Chinh, Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Cao Chủ Mai. Chuyến đi lần này trực tiếp góp phần tăng cường quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực hợp tác an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài triển khai các thỏa thuận thương mại tự do trong đó có hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn tấn dũng cùng với tổng thống obama và các nhà lãnh đạo asean sẽ tham dự phiên thảo luận về kinh tế thương mại với chủ đề thúc đẩy thịnh vượng khu vực dựa trên sự đổi mới và phát triển doanh nghiệp và phiên họp về bảo vệ hòa bình thịnh vượng và an ninh tại khu vực châu á thái bình dương thủ tướng nguyễn tấn dũng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số quốc gia bên lề hội nghị lần này Hãng thông tấn John Hap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin hải quân nước này ngày 15 tháng 2 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung của hai lực lượng đồng minh này trước khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tàu ngầm. Thuyền trưởng Kang Sun-kyu, của tàu ngầm Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận chú trọng các khoa mục phát hiện, xác định, theo dấu và tấn công tàu ngầm đối phương, đồng thời nhấn mạnh rằng thông qua cuộc tập trận này, thủy thủ đoàn có thể nâng cao khả năng chiến đấu thực tế cũng như phối hợp tác chiến. Hải quân Hàn Quốc còn cho biết, tiếp theo cuộc tập trận này, hai bên sẽ tiến hành một cuộc tập trận nữa vào ngày 17 tháng 2 tới, tập trung vào việc phát hiện tàu ngầm đối phương với sự tham gia của các máy bay tuần tra trên biển như loại P3 của Hải quân Hàn Quốc và B8 Poseidon của Mỹ. Thưa quý vị, chương trình thời sự chiều nay trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Chư biên tập cùng các phát thanh viên tố trinh và quay đức thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.